Lịch ngày tốt, đón lành, tránh dữ. Lịch ngày tốt xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong bản tin tử vi hàng ngày của 12 con giáp, dự đoán chính xác các phương diện về tài lộc, tình duyên, sự nghiệp và sức khỏe. Sau đây là thông tin chi tiết. Tử vi thứ 2, ngày 11 tháng 4 năm 2022 của 12 con giáp. Thông tin tổng quan ngày 11 tháng 4 năm 2022, tức ngày 11 tháng 3 âm lịch, ngày giáp ngọ, cụ thể như sau. Tuổi xung ngày, Mậu Tý, Nhâm Tý, Canh Dần. Tuổi hợp trong ngày, ngày ngọ lục hợp mùi, tam hợp dần và tuất thành hòa cục. Giờ hoàng đạo trong ngày, giờ Tý từ 23 giờ đến 1 giờ, giờ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ, giờ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ, giờ Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ, giờ Thân từ 15 giờ đến 17 giờ và giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ. Hướng tốt xuất hành là hướng đông bắc và hướng đông nam. Xem tử vi hàng ngày, dự báo 3 tuổi dễ phát tài nhanh trong ngày thứ hai này sẽ là các tuổi Tuất, tuổi Mùi và tuổi Tỵ. Để biết vận trình của bạn hùng cát ra sao, mời các bạn cùng lịch ngày tốt xem tử vi ngày 11 tháng 4 năm 2022 của 12 con giáp, chi tiết từng tuổi ngày sau đây. Tử vi tuổi Tý. Xem tử vi hôm nay, dưới tác động của cục diện tương xung, người tuổi Tý thường xuyên nảy sinh xung đột, tranh cãi với người khác mà nguyên nhân có thể chỉ là rất nhỏ nhặt. Cách hành xử này có thể gây ảnh hưởng đến các mối quan hệ của bạn. Người làm ăn kinh doanh cũng nên hạn chế ký kết hợp đồng hoặc là mở rộng quy mô trong ngày hôm nay. Nếu không, bản mệnh rất dễ vướng phải chảy chất. Hãy dành thời gian để tiếp tục cân nhắc định hướng tương lai phù hợp với mình. Theo Hải Thượng Lan Ông, ngày 11 âm lịch, nhân thần ở ngón chân. Bản mệnh nên tránh mọi sự tổn thương và chạm, mổ xẻ và trầm trích tại vị trí này. Tử vi tuổi Giáp Tý, Kim không biết cách kiềm chế cảm xúc của mình. Tử vi tuổi Bính Tý, Thủy không nên hành xử một cách nóng nảy. Tử vi tuổi Mậu Tý, Hòa hạn chế ký kết hợp đồng hay mở rộng làm ăn. Tử vi tuổi Canh Tý, Thổ các mối quan hệ dễ chịu ảnh hưởng xấu. Tử vi tuổi Nhâm Tý, Mộc không nên trút giận lên đầu người khác. Con số may mắn 1, 3, giờ tốt 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tương đen, xanh da trời, quý nhân phù trợ Sửu, Thân, Thìn. Tử vi tuổi Sửu, do ảnh hưởng của cục diện tương hại, người tuổi Sửu dễ bị kẻ tiểu nhân nhòm ngó trong ngày hôm nay. Bạn trở nên cả tin, nghe theo lời rủ rê của những người không thân thuộc. Tốt nhất, bạn chỉ nên tập trung hoàn thành cho tốt công việc của mình. Người có ý định khởi nghiệp, trở nên vội vàng, chạy theo bước chân của người khác. Bạn cần phải cân nhắc kỹ càng lợi thế của bản thân cũng như tình hình thực tế, bởi chuyện làm giàu không hề đơn giản như bạn nghĩ. Hòa sinh thổ, may mắn là mối quan hệ giữa bản mệnh và người nhà rất hài hòa. Nếu gặp phải căng thẳng hay có chuyện gì khó giải quyết, bạn nên tâm sự với người thân để nhận được lời góp ý hay cổ vũ động viên kịp thời. Tử vi tuổi Ất Sửu, Kim hãy tập trung làm cho tốt nhiệm vụ. Tử vi tuổi Đinh Sửu, Thủy hãy đề phòng những kẻ tiếp cận mình. Tử vi tuổi Kỷ Sửu, Hòa chớ nên nghe theo lời kẻ xấu. Tử vi tuổi Tân Sửu, Thổ gia đình chính là điểm tựa vững chắc cho bạn. Tử vi tuổi Quý Sửu, Mộc nên tâm sự với người thân nhiều hơn. Con số may mắn 8, 0, giờ tốt 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tương nâu, vàng, quý nhân phù trợ Tý, Dậu, Hợi. Để xem tuổi của bạn một cách nhanh nhất, hãy chọn mốc thời gian tương ứng đã được chú thích trong phần mục lục ngay dưới đây. Tử vi tuổi Dần. Xem tử vi hàng ngày, người tuổi Dần có thể nhanh chóng gặt hái được thành công dưới sự thúc đẩy của tam hợp. Bạn vốn là người mạnh mẽ, dám nghĩ, dám làm nên hoàn toàn có thể mở lối đi riêng khiến cho mọi người xung quanh ngưỡng mộ. Người làm lãnh đạo sẽ đưa ra được những quyết sách đúng đắn giúp tập thể vượt qua được giai đoạn khó khăn. Đây chính là dấu hiệu chứng tỏ bạn hoàn toàn xứng đáng với vị thế của mình và hoàn toàn có thể tiến xa hơn nữa trong tương lai. Mộc sinh hòa, người được thân với những thành tích xuất sắc trong công việc dễ dàng lọt vào mắt xanh của những người khác giới. Bạn có thể nhanh chóng đến với một người nào đó, cốt là bạn có muốn hay không mà thôi. Tuy nhiên, con giáp này nên hãy nghiêm túc trong tình cảm thì hơn. Tử vi tuổi Giáp Dần, Thủy nhiệt tinh và hăng hái khi làm việc. Tử vi tuổi Bình Dần, Hòa tìm ra cách giải quyết những khúc mắc. Tử vi tuổi Mậu Dần, Thổ là người tiên phong mở lối đi riêng. Tử vi tuổi Canh Dần, Mộc dễ dàng lọt vào mắt xanh của người khác giới. Tử vi tuổi Nhâm Dần,
Kim hãy nghiêm túc hơn trong chuyện tình cảm. Con số may mắn 4, 7, giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, xanh lục, xanh rêu, quý nhân phù trợ, Mão, Tuất, Hợi. Tử vi tuổi Mão. Xem tử vi hàng ngày, cục diện tường phá cảnh báo người tuổi Mão cần phải hết sức cẩn thận khi đến những nơi đông người, bởi nguy cơ mất trộm hay mất cắp có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Hãy giữ gìn cho thật kỹ tài sản của mình để tránh những tổn thất không mong muốn. Người còn trẻ tuổi, ít kinh nghiệm, người đã cao tuổi thì cần tránh nghe theo lời rủ rê hay lôi kéo đầu tư của những kẻ không quen biết. Bạn trở nên tin vào những cách làm giàu không cần tốn công tốn sức, bởi đó chỉ là cái mánh của kẻ lừa đảo mà thôi. Mộc sinh hỏa, đáng mừng là chuyện tình cảm của bạn có những dấu hiệu phát triển tốt đẹp. Dường như bạn và người ấy đã hóa giải được những hiểu lầm, đôi bên thêm hiểu và trân trọng nhau, tình cảm trải qua sóng gió sẽ lại càng trở nên bền vững hơn. Tử vi tuổi Ất Mão, Thủy, không nên vội vã đưa ra các quyết định đầu tư. Tử vi tuổi Đinh Mão, Hòa, chú ý bảo vệ tài sản khi đến nơi đông người. Tử vi tuổi Kỷ Mão, Thổ, trở nên tin theo lời rủ rê của những người không đáng tin cậy. Tử vi tuổi Tân Mão, Mộc, những hiểu lầm giữa vợ chồng được hóa giải. Tử vi tuổi Quý Mão, Kim, tình cảm gia đình bền vững và ấm áp. Con số may mắn 5, 8, giờ tốt 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường xanh ngọc, xanh lá cây, quý nhân phù trợ, Mùi, Tuất, Hợi. Tử vi tuổi Thìn, xem tử vi ngày 11 tháng 4 năm 2022 của 12 con giáp cho thấy hỏa sinh thổ, các mối quan hệ xã giao của người tuổi Thìn phát triển tốt đẹp. Bạn luôn nhiệt tình giúp đỡ người khác nên khi gặp khó khăn, người khác cũng sẽ sẵn lòng giang tay giúp đỡ. Chuyện tình cảm có dấu hiệu phát triển tích cực khi người độc thân được giới thiệu cho những đối tượng triển vọng. Bạn nên mạnh dạn bước ra khỏi thế giới của riêng mình để cảm nhận sự quan tâm và yêu mến của những người khác giới. Hạnh phúc đang chờ đón bạn. Sức khỏe của người tuổi Thìn trong ngày hôm nay cũng không mấy ổn định. Bản mệnh trở nên lơ là và chủ quan, hãy chú ý nghỉ ngơi và chăm sóc bản thân điều độ hơn. Tử vi tuổi Giáp Thìn, Hòa, nhận được sự tin tưởng của mọi người xung quanh. Tử vi tuổi Bình Thìn, Thổ, nhận được sự giúp đỡ của nhiều người. Tử vi tuổi Mậu Thìn, Mộc, được giới thiệu cho những đối tượng triển vọng. Tử vi tuổi Canh Thìn, Kim, hãy bước ra khỏi thế giới riêng. Tử vi tuổi Nhâm Thìn, Thủy, nhiệt tình với mọi người xung quanh. Con số may mắn 3, 9, giờ tốt 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường xám, cà phê, quý nhân phù trợ, Thân, Dậu, Tý. Tử vi tuổi Tỵ, nhờ có tam hội thúc đẩy, người tuổi Tỵ có cơ hội gặp gỡ được quý nhân. Đối phương có thể giới thiệu cho bạn những thời cơ hiếm có, vì thế hãy tin tưởng vào bản thân mình và chủ động nắm bắt, bạn hoàn toàn có khả năng gặt hái được thành công. Người làm ăn kinh doanh có thể nhân ngày hôm nay để ký kết hợp đồng với đối tác. Đôi bên tin tưởng và cùng hướng tới mục tiêu chung, vì thế mà sẽ nhanh chóng thu tiền về đầy túi, tiêu xài rủng rỉnh mà không cần phải lo đến chuyện tốn kém. Tuy nhiên, hỏa vượng cảnh báo về những dấu hiệu của sức khỏe của bản mệnh có thể gặp phải trong ngày này, ví dụ như là nóng trong người, vì thế bạn cần phải chú ý hơn tới chế độ ăn uống của mình. Tử vi tuổi Ất Tỵ, Hòa, xây dựng được những mối quan hệ xã giao hài hòa. Tử vi tuổi Đinh Tỵ, Thổ, được quý nhân chỉ đường dẫn lối. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ, Mộc, thích hợp để ký kết hợp đồng với đối tác. Tử vi tuổi Tân Tỵ, Kim, túi tiền rủng rỉnh, có thể thoải mái chi tiêu. Tử vi tuổi Quý Tỵ, Thủy, chú ý đến chế độ ăn uống khoa học hơn. Con số may mắn 4, 3, giờ tốt 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường tím, đỏ, quý nhân phù trợ, Sửu, Thân, Dậu. Tử vi tuổi Ngọ, xem tử vi hàng ngày, cục diện tự hình khiến cho người tuổi Ngọ thường xuyên cảm thấy nóng nảy và buồn bực. Bạn không chịu được sự phản đối của người khác nên lúc nào cũng sẵn sàng gây gổ hay cãi cọ để bảo vệ ý kiến cá nhân. Cách hành xử này của bạn sẽ khiến cho mọi người xung quanh có ấn tượng xấu, thậm chí là đắc tội với kẻ tiểu nhân hoặc người làm lãnh đạo lúc nào không hay. Hãy nhanh chóng kiềm chế sự nóng nảy của mình nếu không muốn ảnh hưởng đến sự nghiệp tương lai. Trong ngày này, vị trí của Thái Thần ở hướng Bắc, phía trong phòng và cửa phòng thai phụ, phòng giã gạo. Do đó, bản mệnh không nên dịch chuyển vị trí đồ đạc hay tiến hành các công việc sửa chữa, đục đẽo tại đây. Tử vi tuổi Giáp Ngọ, Kim, dễ gặp khó khăn do hành động bốc đồng. Tử vi tuổi Bính Ngọ,
Thủy, hãy chú ý đến cảm nhận của người khác nhiều hơn. Tử vi tuổi Mậu Ngọ, Hòa, nóng nảy sẽ dễ đắc tội với người khác. Tử vi tuổi Canh Ngọ, Thổ, nên trao đổi với mọi người nhiều hơn. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ, Mộc, cần bình tĩnh để suy nghĩ và cân nhắc vấn đề. Con số may mắn 8, 3, giờ tốt 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tương, cam, vàng, quý nhân phù trợ, Dần, Mùi, Tuất. Tử vi tuổi Mùi, chính tài phù trợ, đường tài lộc của người tuổi Mùi có những chuyển biến rõ rệt trong ngày hôm nay. Người làm công ăn lương có thể kiếm được một khoản tiền thưởng khá khá nhờ những cống hiến của mình trong tập thể. Bạn sẽ được lãnh đạo quý mến và đánh giá cao. Người làm đầu tư cũng có thể thu về một khoản lợi nhuận rủng rỉnh nhờ định hướng đúng đắn trước đó. Khoản tiền này giúp bạn tin tưởng hơn vào chính khả năng của mình, nhờ đó mà sẵn sàng nắm bắt được những cơ hội có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Hòa sinh thổ, nếu còn độc thân, bạn sẽ có nhiều cơ hội gặp gỡ, làm quen với người khác phái. Sức hút từ sự tự tin và cởi mở sẽ khiến cho bạn trở nên quyến rũ hơn hẳn trong mắt mọi người. Từ đó, bạn sẽ dễ dàng tìm được một nửa phù hợp cho mình. Tử vi tuổi Ất Mùi, Kim, nhận được khoản tiền đầu tư rủng rỉnh. Tử vi tuổi Đinh Mùi, Thủy, nhận được đánh giá cao của lãnh đạo. Tử vi tuổi Kỷ Mùi, Hòa, tin tưởng hơn vào định hướng của bản thân. Tử vi tuổi Tân Mùi, Thổ, hãy tự tin và cởi mở hơn trong giao tiếp. Tử vi tuổi Quý Mùi, Mộc, nhận được sự yêu mến của nhiều người. Con số may mắn 4, 9, giờ tốt 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tương, xám, nâu, quý nhân phù trợ, Mão, Ngọ, Mùi. Tử vi tuổi Thân, xem tử vi hôm nay, hỏa khắc kim khuyên người tuổi Thân cần phải hiểu rõ điều mình muốn là gì, khi đó bạn mới có thể nhanh chóng nhận ra đâu là người hợp với mình. Đừng lần nữa cho rằng mình chẳng hợp bất cứ ai mà đánh mất đi nhiều cơ hội tốt. Còn nếu đã phải lòng một ai đó thì bạn nên đưa ra những quyết định dứt khoát hơn. Tình cảm là thứ cần cảm xúc quyết định, đừng để lý trí can thiệp quá nhiều. Bạn sẽ càng lúc càng đắn đo, thậm chí là dễ gây tổn thương cho đối phương lúc nào không hay. Thiên quan giáng họa, con đường sự nghiệp của bản mệnh cũng chẳng yên bình. Bạn và cấp trên có thể mâu thuẫn quan điểm với nhau. Đừng quá đề cao bản thân, hãy chú ý cách sử dụng từ ngữ để tránh đẩy cuộc thảo luận rơi vào bế tắc. Tử vi tuổi Giáp Thân, Thủy, nên hiểu rõ điều mình mong muốn là gì. Tử vi tuổi Bình Thân, Hòa, nên có những quyết định dứt khoát hơn trong tình cảm. Tử vi tuổi Mậu Thân, Thổ, đừng bỏ lỡ những cơ hội tốt đẹp đến với mình. Tử vi tuổi Canh Thân, Mộc, dễ gặp mâu thuẫn với người làm lãnh đạo. Tử vi tuổi Nhâm Thân, Kim, đừng quá đề cao cái tôi cá nhân. Con số may mắn 1, 2, giờ tốt 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tương, vàng, bạch kim, quý nhân phù trợ, Tí, Thìn, Tỵ. Tử vi tuổi Dậu, chỉnh quan tương trợ, người tuổi Dậu nhận được sự tin tưởng của cấp trên và được trao cho cơ hội khẳng định vị thế của mình. Hãy nhanh chóng nắm bắt cơ hội, làm việc thật cẩn thận, bạn sẽ gặt hái được thành công. Tuy nhiên, bạn cũng không nên quá dễ hài lòng với những gì mình đang có, bởi như vậy bạn sẽ dễ rơi vào cảnh dậm chân tại chỗ, cuối cùng lại khiến cho mọi người nhân cơ hội mà vượt qua mình. Khi đã chạm tới đích đến, bạn nên nhanh chóng thiết lập các mục tiêu mới cho mình. Hỏa khắc kim, những mâu thuẫn nảy lửa xảy ra trong cuộc sống gia đình của bản mệnh, tất cả cũng chỉ vì không ai chịu ai, ai cũng cho rằng mình là người đúng. Nếu cứ tiếp tục thế này thì mối quan hệ giữa vợ chồng bạn sẽ ngày càng trở nên xa cách, cuối cùng dễ dẫn đến cảnh chia ly. Tử vi tuổi Ất Dậu, Thủy, hãy nhanh chóng nắm bắt cơ hội khẳng định mình. Tử vi tuổi Đinh Dậu, Hòa, làm việc cẩn thận để gặt hái được thành công. Tử vi tuổi Kỷ Dậu, Thổ, quan hệ gia đình có nhiều dấu hiệu xa cách. Tử vi tuổi Tân Dậu, Mộc, không nên bỏ qua những khúc mắc đang tồn tại. Tử vi tuổi Quý Dậu, Kim, chớ vội hài lòng với thực tại. Con số may mắn 2, 4, giờ tốt 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tương, trắng, bạc, quý nhân phù trợ, Sửu, Thìn, Tỵ. Tử vi tuổi Tuất, Hòa sinh thổ, người tuổi Tuất biết được những thế mạnh và ưu điểm của mình trong mối quan hệ tình cảm vừa mới chớm nở là gì để phát huy đúng lúc. Ngoài ra, bạn cũng dễ dàng lấy lòng đối phương khi hiểu rõ những điều mà người ấy muốn. Trong gia đình, vợ chồng bạn cũng có sự thấu hiểu, cảm thông và bao dung cho nhau. Đôi bên đều hiểu rằng chẳng ai là người hoàn hảo, bên cạnh ưu điểm thì ai cũng có những thiếu sót. Song, không vì thế mà hai bạn từ bỏ tình yêu, ngược lại sẽ càng gắn bó hơn. Thiên tài ban phúc,
con đường làm giàu của bản mệnh trở nên bằng phẳng bất ngờ, thậm chí có người phát tài chỉ dựa vào may mắn. Tuy nhiên, bạn cũng cần có cách sử dụng đồng tiền hợp lý, chớ tiêu xài vào những mục đích vui chơi hay là hưởng thụ đơn thuần. Tử vi tuổi Giáp Tuất, hòa, biết được thế mạnh của mình để phát huy. Tử vi tuổi Bình Tuất, thổ, có cơ hội phát tài bất ngờ. Tử vi tuổi Mậu Tuất, mộc, vợ chồng hòa hợp, yêu thương và trân trọng nhau. Tử vi tuổi Canh Tuất, kim, chuyện tình cảm tiến triển thuận lợi. Tử vi tuổi Nhâm Tuất, thủy, hãy chú ý sử dụng đồng tiền hiệu quả. Con số may mắn 8, 5, giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, vàng, xám, quý nhân phù trợ, dần, ngọ, tuất. Tử vi tuổi Hợi, xem tử vi hàng ngày, thiên ấn chiếu mệnh, người tuổi Hợi nhận được sự đánh giá cao của lãnh đạo trong ngày hôm nay. Bạn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đã đề ra, thậm chí còn hướng dẫn cho mọi người xung quanh, giúp đồng nghiệp khắc phục được khó khăn. Người làm lãnh đạo cũng nhận được sự yêu mến và tôn trọng của cấp dưới. Bạn sắp xếp đúng người, đúng việc nên ai cũng cảm thấy nhẹ nhõm, phấn chấn mà hiệu suất công việc lại được nâng cao. Hãy tiếp tục phát huy tinh thần làm việc này. Xem ngày tốt xấu theo trực, hôm nay trực mãn là ngày thích hợp để cầu tài, cầu phúc hay tế tự. Vì vậy, bản mệnh nên xem xét thực hiện các công việc sao cho phù hợp. Như vậy thì sẽ gặp được nhiều may mắn và dễ dàng gặt hái được thành công. Tử vi tuổi Ất Hợi, hòa, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đã đề ra. Tử vi tuổi Đinh Hợi, thổ, nhận được sự tin cậy của lãnh đạo và đồng nghiệp. Tử vi tuổi Kỷ Hợi, mộc, hãy tiếp tục phát huy tinh thần làm việc tốt. Tử vi tuổi Tân Hợi, kim, nhiệt tình, giúp đỡ mọi người xung quanh. Tử vi tuổi Quý Hợi, thủy, hãy sắp xếp công việc phù hợp để tiến hành. Con số may mắn 2, 6, giờ tốt 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, đen, xanh dương, quý nhân phù trợ, Sửu, dần, mùi. Đánh giá tử vi thứ hai ngày 11 tháng 4 năm 2022 của 12 con giáp. Tuổi nào may mắn nhất trong ngày? Đó có thể là các tuổi Mùi, tuổi Dần hay tuổi Tuất. Con giáp nào dễ vướng phải nhiều rắc rối nhất trong ngày hôm nay? Đó có thể là con giáp tuổi Tý, con giáp tuổi Ngọ hay con giáp tuổi Thân. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bản tin. Chúc các bạn mọi điều an lành. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng chuông để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất và hữu ích nhất trên kênh Lịch Nghệ Tốt nhé!